Siêu thị máy tính trị Anka xin chào. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Asus OX390UA GS048T. Đó là một chiếc laptop siêu mỏng, nhẹ và vừa mới được trình làng mới đây, nhằm hướng đến doanh nhân có nhu cầu di chuyển và yêu thích thời trang và cũng như phần nào thể hiện được đẳng cấp của mình. Đây là dòng laptop cạnh tranh trực tiếp với MacBook của Apple nhưng có hiệu năng mạnh và nhẹ hơn, mỏng hơn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về thiết kế bên ngoài của máy. Các bạn sẽ cảm thấy rất là thích thú với vẻ ngoài tinh tế và đẳng cấp bởi toàn bộ lớp vỏ được làm bằng nhôm nguyên khối. Đây là chất liệu siêu nhẹ được dùng trong hàng không vũ trụ. Kết hợp với gam màu xanh hoàng gia sang trọng, rất là phù hợp với phong cách doanh nhân. Thiết kế cũng siêu mỏng chỉ 1,19cm, đồng nghĩa với việc đây chính là chiếc máy tính xách tay mỏng nhất thế giới. Vì mỏng nên là cạnh trái chỉ được trang bị duy nhất một jack cắm tai nghe tích hợp microphone. Cạnh trước có một điểm chấm phá đặc sắc, đó chính là viền cạnh có màu vàng kim. Cạnh phải chỉ được trang bị duy nhất một cổng USB Type-C đa năng. Với cổng kết nối như vậy thì các bạn có thể kết nối với rất nhiều các thiết bị ngoại vi khác và bạn cần một dây cáp chuyển đổi. Ở mặt đáy của chúng ta chính là một tấm nhôm nguyên khối và Asus cũng bố trí hai loa ở phía rìa trước, cùng với đó là hai giải loa hai bên hông. Pin được gắn liền trong máy nhưng bạn có thể nâng cấp được trong tương lai. Thời lượng pin của chúng ta ở mức 6 cell và theo thông tin từ nhà sản xuất thì các bạn có thể sử dụng tới 9 giờ liền. Với dòng laptop mỏng nhẹ này thì sản phẩm của chúng ta vẫn được trang bị đầy đủ các chức năng của bàn phím như một chiếc laptop 14 inch thông thường. Và đây chính là bàn di chuột, thực sự rất là mịn, nhấn chuột rất là êm tay và không phát ra những tiếng kêu như các dòng laptop thông thường khác. Ngoài ra thì sản phẩm này có thêm cả một chức năng bảo mật vân tay, như vậy là bạn sẽ sử dụng được an toàn và các tài khoản cá nhân được bảo vệ tốt hơn bao giờ hết. Cùng tìm hiểu về cấu hình của máy. Vâng, Asus OX390UA GS048T này là chiếc laptop siêu mỏng hiếm hoi nhưng được trang bị cấu hình rất là cao, đó là Core i7 dung nhịp tối đa 3.5GHz. Và đây cũng chính là dòng chip Kaby Lake mới nhất của Intel cho khả năng tiết kiệm pin đáng kinh ngạc. Kết hợp với một RAM 16GB DDR4 và một ổ cứng siêu nhanh SSD có khả năng chống sốc dữ liệu khi mà bị rơi vỡ, dung lượng ổ cứng lên tới 512GB. Để tránh vỏ máy bị nóng thì Asus đã phát minh ra một hệ thống làm mát hoàn toàn mới, đó là sử dụng quạt tản nhiệt polymer tinh thể lỏng cùng với ống dẫn nhiệt bằng kim loại đồng có vách siêu mỏng. Màn hình của Asus OX390UA này có kích cỡ 12,5 inch và với một góc nhìn rộng là 178 độ. Khả năng tái tạo màu sắc siêu việt cùng với công nghệ Spandit, tỷ lệ tương phản là 1:1 giống như ở TV và độ phân giải là Full HD sẽ cho bạn thưởng thức những bộ phim sinh động và thực sự bị choáng ngợp trước khung cảnh sắc màu. Như vậy, Asus OX390UA GS048T này là chiếc laptop siêu mỏng nhẹ hiếm hoi mà có hiệu năng cao đến như vậy. Bạn có thể giải quyết được hầu hết những công việc của mình và ngoài ra nó còn là một món trang sức thời thượng cho những doanh nhân quý phái. Trên đây là những thông tin cơ bản về sản phẩm. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể truy cập thêm vào website ankan.vn hoặc tới địa chỉ 210 Thái Hà để được tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại!